Titi qua giờ con ở đây con thấy làm sao? Mà qua giờ con có phải ở đây không? Hay là con ở đâu vậy? Con nghe Tiun rồi con chạy về đúng không? Ở đây cách nhà em cũng hơn 100 mét. Khu này còn thiên nhiên, nhưng nếu mà con người tàn phá rồi á, người ta đô thị hóa xây dựng nhà cửa ở đây thì cũng thua luôn đó. Em để nó đi theo em chứ không phải là em bắt nó. Em để cho nó biết là em thương nó, em bảo vệ nó, chứ không phải em ích kỷ, em muốn bắt nhốt nó. Titi à, lên đường con, đi bơi với Tiun. Tiun cũng cần bơi nữa, không thôi cái trái tim sở hữu nhịp đập chậm hơn người bình thường gấp 3 lần của Tiun, nó sẽ bị đau đó. Nói như vậy để các bạn biết khi có tình yêu thương chân thật là như thế nào. Tiun là tiên cá thật sự nên tim của Tiun đập như là rùa biển. Đi Titi. Những nơi Tiun đi là những nơi con người cũng đi qua không nổi. Dẫn rái cá Titi đến những cái nơi như vậy để em ấy có thể thích nghi được. Titi, quick quick, faster, faster Titi. Phóng sanh rái cá là như vậy, không bắt nhốt nó, không bắt ép nó. Nó ở bên mình thì nó ở, nó không ở bên mình thì nó đi. Thực ra nó ở bên em bây giờ cũng rất là tốn tiền nuôi nó ăn á, một ngày nó ăn hơn 120.000. Dạ, bữa thì người ta bán tôm tép chết 60.000 một ký, bữa người ta bán 120, giá người ta cứ thay đổi. Thật sự em làm phóng sanh, em nuôi nó ăn, em cũng thấy ác nghiệp. Bởi vì nó thần thú thì nó phải ăn những cái con chết trong tự nhiên đúng không ạ? Để cân bằng như vậy cũng quá tốt rồi. Nhưng em thì giải cứu, nó thì ăn những con chết để không bị lãng phí thức ăn. Nên bây giờ tới giờ tụi em cũng phải đi luôn này. Đi giải cứu những loài trong tự nhiên đó mà. Em xin kết thúc video ở đây, bởi vì những cái cảnh quay này có thể những người dân nơi đây họ biết em làm gì với rái cá, em sống như thế nào với nó. Và em muốn cuộc sống của nó tiếp tục được bảo vệ. Và em chỉ chia sẻ những video về rái cá Titi trong những chuyến đi phóng sanh của em, không chia sẻ cuộc sống riêng tư của nó được không ạ? Dạ. Không chia sẻ nơi ở, nơi trốn của nó, những nơi nó đi qua. Dạ. Titi, come here. Một con suối nhỏ nè Titi. Xuống suối chơi nè con, đi. Titi, come here. Nước suối trong thì thầm, cỏ xè ô che nắng, râm mát đường em đi. Đó. dắt ai từng bước đi. Hôm nay mẹ lên non, một mình em tới lớp. Trường của em xa lắm, nằm ở cửa đừng cây. Cô giáo em là tiên ca, dạy em rất hay. Sao mình hát dở dữ ta. Thằng Titi là một thằng học sinh siêu quậy. Đó, bởi vậy cô giáo dạy nó đâu nổi. Cô giáo cũng không phải là con người mới dạy nó được. Mới xây qua xây lại nó biến mất tiêu. Cái trường nó quá là lớn thưa quý vị.